quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Sau 2 tuần Ukraine đưa quân tấn công vào tỉnh Kerch của Nga, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng nước này đã chiếm được quyền kiểm soát hơn 1.250 km2 và 92 khu định cư tại tỉnh Kerch. Ông Zelensky cũng hối thúc đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí của phương Tây tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, đồng thời lưu ý rằng điều này là lý do khiến cho Ukraine không thể ngăn chặn những bước tiến của quân đội Nga tại tiền tuyến ở phía đông. Và mới đây, trên mạng xã hội, công ty quân sự tư nhân Mỹ FOG đã công bố hình ảnh chiến binh của công ty này trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kerch của Nga. Trên kênh RT của Nga, phân tích bức ảnh thể hiện chiến binh FOG đứng cạnh một chiếc xe bọc thép HMMWV có chỉ dẫn địa lý tỉnh Kerch cùng chú thích những chàng trai ở Kerch. Ở giữa bức ảnh là nhà sáng lập FOG Derek Bales. Theo tạp chí, có thể nhận dạng Derek Bales thông qua khẩu súng trường M4A1 mà ông này mang theo bên mình từ năm 2021. Chiếc điện thoại thông minh có thể nhìn thấy trong hầu hết tất cả mọi bức ảnh về nhà sáng lập FOG và hình xăm chiếc đầu lâu đặc trưng trên tay phải. Ông Bales đã làm việc với các binh sĩ Ukraine từ trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bản thân ông này cũng đã đến Ukraine vào năm 2022. Liên quan đến tình hình giao tranh tại tỉnh Kerch, ngày 19 tháng 8, Phó tướng phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga Artyom Tsarov cho hay hơn 121.000 người dân đã được di rời an toàn khỏi 9 quận biên giới ở tỉnh Kerch. Theo ông, hoạt động sơ tán vẫn đang diễn ra. Moscow đã thành lập 84 nơi trú ẩn tạm thời tại tỉnh Kerch cho hơn 6.500 người tại thời điểm này. Trong khi đó, 390 nơi trú ẩn tạm thời khác tại 57 vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp nước Nga có sức chứa lên tới hơn 19.000 người đang chuẩn bị tiếp nhận những người sơ tán khỏi Kerch. Nga vừa bác bỏ thông tin cho rằng cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kerch đã phá hỏng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Moscow với Kiev về lệnh ngừng bắn một phần. Tờ Washington Post ngày 17 tháng 8 đưa tin Ukraine và Nga đã chuẩn bị cử phái đoàn đến Qatar trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên. Theo tờ báo, thỏa thuận này sẽ tương đương với lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị phá hỏng do cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết khi nói về thông tin của Washington Post, không ai phá vỡ bất cứ điều gì vì không có gì để phá vỡ cả. Không có cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào giữa Nga và Ukraine về sự an toàn của các cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên. Theo tờ Washington Post, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hội nghị thượng đỉnh ở Doha đã bị hoãn lại do tình hình ở Trung Đông và nó sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 22 tháng 8. Bà Zakharova cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 8 nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều là không thể nếu Kiev vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân. Lần gần đây nhất Ukraine và Nga tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình là tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù các cuộc đàm phán ban đầu đã đạt được tiến triển, tuy nhiên sau đó đã sụp đổ. Moscow đổ lỗi cho sự can thiệp của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson, người được cho là đã khuyên Kiev tiếp tục chiến đấu. Ông Boris Johnson đã phủ nhận cáo buộc này. Theo các nguồn tin từ Nga, ngày 18 tháng 8, các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thị trấn New York. Tính đến ngày 17 tháng 8, khoảng 10% thị trấn vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine, trong khi 90% còn lại đã được quân đội Nga kiểm soát. Phần còn lại này đã thuộc về Nga ngày tiếp theo. Sau đó, như người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Busilin tuyên bố, thị trấn New York sẽ được lấy lại tên gọi Novgorod ban đầu. Phía Ukraine đã đổi tên Novgorod thành New York vào năm 2021. Cả hai tên theo tiếng Nga và tiếng Anh đều có nghĩa là thị trấn mới. Trước khi bắt đầu giai đoạn chiến sự ác liệt, khoảng 11.000 người sinh sống tại thị trấn này. Tuy nhiên, cuộc chiến không dừng lại ở đó, quân đội Nga bắt đầu mở tiếp cuộc tấn công thị trấn Nelepovka nằm giữa Novgorod và Toretsk. Các nguồn tin từ Ukraine cũng xác nhận sự chuyển giao quyền kiểm soát New York Novgorod sang tay Nga. Trang mạng paramilitary của Ukraine cho biết người Nga đã chiếm New York và đang tiến về khu vực xung quanh khu định cư. Tại Nelepovka hướng Toretsk, đối phương đã chiếm một vài nơi ở ngoại ô Toretsk và bắt đầu di chuyển về phía thành phố, tiến thẳng về phía trước. Các vùng lãnh thổ Donetsk còn lại do Ukraine kiểm soát đang chịu sức ép dữ dội. Trước đó đã có thông tin cho rằng quân đội Nga bắt đầu tấn công Toretsk từ ba hướng. Thêm vào đó,
Kiev đã thông báo bắt đầu sơ tán cư dân tại Bobrov, Minograd và Zelidovol. Đến nay, khoảng 1/3 thị trấn Nelepovska đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga. Nelepovska là cổng nam của Toretsk. Nếu nơi này bị Nga kiểm soát hoàn toàn, nhóm quân Toretsk của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị bao vây từ ba phía, phía đông, phía bắc và phía nam. Các nhà quan sát dự đoán, trong tình huống này, Ukraine có thể sẽ cố gắng chuyển các lực lượng dự bị từ Konstantinovka tới, nếu họ có lực lượng dự bị. Nếu không, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải rút khỏi Toretsk, giống như một phần còn lại của các đơn vị đã rút khỏi New York. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công của nước này vào vùng Kursk của Nga cho thấy những đe dọa đáp trả của Điện Kremlin chỉ là lừa bịp, và ông đã hối thúc các đồng minh nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng các vũ khí tầm xa. Tổng thống Zelensky thông báo, các lực lượng của Ukraine hiện kiểm soát hơn 1.250 km2 lãnh thổ và 92 khu định cư ở Kursk, trong khi Nga cho biết Kiev đã tấn công cây cầu thứ ba trong khu vực, làm phức tạp thêm những nỗ lực của Nga để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Ukraine đã tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 với mục đích tạo một vùng đệm và làm suy yếu những nỗ lực chiến đấu của Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao Ukraine, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến việc các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa, nhưng nói với Kiev nước này không thể sử dụng chúng để tấn công sâu vào trong nước Nga do lo ngại vượt qua những lằn ranh đỏ mà Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra. Ông Zelensky nói, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi ý thức hệ đáng kể. Khái niệm ngây thơ, viển vông về cái gọi là lằn ranh đỏ liên quan đến Nga vốn ảnh hưởng tới đánh giá về cuộc xung đột của một số đối tác đã sụp đổ ngày nay. Ông Zelensky cho rằng, do các hạn chế mà Ukraine không thể sử dụng vũ khí mà mình đang có để tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga. Ông kêu gọi các đồng minh mạnh dạn hơn trong việc đưa ra các quyết định về cách thức giúp đỡ Kiev trong cuộc xung đột. Ông Zelensky nói, thế giới đã thấy rằng mọi thứ trong cuộc xung đột này chỉ có thể dựa vào lòng can đảm của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, những quyết định dũng cảm cho Ukraine và sự can đảm trong việc ủng hộ Ukraine. Bất chấp cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga, các lực lượng của Ukraine vẫn ở thế phòng thủ tại những nơi khác. Họ đang đối mặt với một cuộc giao tranh để bảo vệ thành phố chiến lược Pokrov ở phía đông, nơi Nga đã tiến công ổn định trong những tuần gần đây. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng đã trải qua 63 cuộc giao tranh trong ngày 19 tháng 8 với quân đội Nga ở mặt trận Pokrov và dự kiến khu vực này vẫn là trọng tâm của các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Moscow thông báo cây cầu thứ ba trên sông Sim ở khu vực Kursk đã bị tấn công và hư hại. Ukraine chưa bình luận về cuộc tấn công, nhưng người đứng đầu lực lượng không quân cho biết quân đội nước này đã phá hủy hai cây cầu trước đó để làm suy yếu tuyến tiếp tế của Nga. Các nhà phân tích quân sự nhận định, các cây cầu là một phần trong tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga đang bảo vệ khu vực này. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc phản công ở mức độ cao nhất nhằm tạo nên một vùng đệm và làm giảm tiềm năng quân sự của Moscow. Hơn 121.000 người đã được sơ tán khỏi 9 quận biên giới vùng Kursk, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay. Tờ Important Story của Nga trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết một trung đoàn súng trường cơ giới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được triển khai đến Kursk, khu vực ranh giới với vùng Sumy của Ukraine. Đơn vị này được thành lập vào tháng 5 và tháng 6 năm 2024, bao gồm nhân sự từ các công ty an ninh và hậu cần, kỹ sư, thợ máy, một số sĩ quan và quân nhân từ một cảng vũ trụ của Nga. Ngoài ra còn có nhân sự từ các căn cứ đặc biệt của lực lượng hàng không vũ trụ và các trạm radar ở vùng Voronezh của Nga. Những người này trước đây từng điều hành lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Theo Important Story, trung đoàn trên đã được giao nhiệm vụ đẩy lùi quân đội Ukraine sau khi Kiev tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8 tại Kursk. Trong bản phân tích mới nhất về tình hình xung đột, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công Kursk buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ tiền tuyến ở Ukraine đến bảo vệ biên giới. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhiều khả năng các giai đoạn giao tranh tiếp theo trong lãnh thổ Nga sẽ đòi hỏi Moscow phải dành nhiều nguồn lực hơn cho khu vực này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng trích dẫn một số thông tin từ Wall Street Journal cho biết Moscow đã điều khoảng 5.000 nhân sự từ Ukraine đến Kursk tính đến ngày 13 tháng 8. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, số lượng nhân lực và vật lực mà Nga cần điều động tới Kursk sẽ phụ thuộc vào mức độ tấn công của quân đội Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát các khu định cư mới. Máy bay không người lái UAV và trực thăng của Nga đã tấn công vào nhiều xe tăng, xe bọc thép và binh sĩ Ukraine tham gia cuộc đột kích vào vùng Kursk. Vào ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ vượt biên và tấn công vào vùng Kursk của Nga.
Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhắm về phía quân đội Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất hơn 330 binh sĩ, 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe vận tải bọc thép, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo, 3 khẩu súng cối. Hãng tin RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 8. Các video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt ở vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên dài 20 giây, một chiếc xe tăng vẫn còn nằm trên xe tải vận chuyển đã bị một UAV trinh sát của Nga phát hiện. Sau đó một UAV Lancet đã tấn công phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân APC của Ukraine được bố trí trên đường cao tốc. Cuộc tấn công bằng UAV Lancet của Nga đã khiến cho APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine hoảng sợ chạy toán loạn. Đoạn video thứ ba là cuộc tấn công từ các trực thăng Mi-28 mà NATO gọi là Havoc, phóng tên lửa vào các đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng Mi-28 đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vic, NATO gọi là AT-16 Scalion, để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ nhắm vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk mà còn ở vùng Sumy của Ukraine. Học thuyết hạt nhân Nga bao gồm nội dung sử dụng vũ khí hạt nhân khi lằn ranh đỏ bị đối phương vượt qua. Trong xung đột Ukraine, các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần cảnh báo về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Giới quan sát e ngại kịch bản đó tuy nhỏ nhưng vẫn khó loại trừ sau khi Ukraine đột kích vào Kursk một cách táo bạo và đầy bất ngờ. Theo học thuyết an ninh hạt nhân hiện nay của Nga, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga, và chống lại các cuộc tiến công vào Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga. Trong cuộc họp báo hồi tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại học thuyết hạt nhân Nga. Ông nói rằng nếu hành động của ai đó đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi sẽ coi mình được phép sử dụng mọi phương tiện có trong tay. Xin ai đó chớ có coi thường điều này, xem đó chỉ là chuyện hời hợt. Tình hình xung đột Nga-Ukraine trên thực địa thời gian qua cho thấy khả năng lằn ranh đỏ của Nga đã bị vượt qua, đặc biệt là sau khi Ukraine bất ngờ tấn công thẳng và sâu vào lãnh thổ Nga ở tỉnh biên giới Kursk. Vụ đột kích Kursk mở màn vào ngày 6 tháng 8 năm 2024 là cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine xuyên biên giới kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang giữa hai nước. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào vùng Kursk kể từ Thế chiến thứ hai. Kursk từng là nơi diễn ra trận đấu tăng lịch sử giữa Hồng quân Liên Xô và đội quân Đức Quốc xã vào mùa hè năm 1943, với phần thắng cuối cùng thuộc về lực lượng Liên Xô. Theo các thông tin cập nhật tổng hợp cho tới nay, Ukraine đã huy động 10.000 quân, được trang bị trọng pháo và xe tăng cho chiến dịch Kursk. Tình hình tại Kursk căng đến mức Tổng thống Nga Putin đã phải triệu tập họp khẩn cấp các quan chức an ninh hàng đầu của mình, đồng thời gặp gỡ các thống đốc vùng biên để động viên họ và chỉ đạo những việc cần làm ngay. Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh chí cốt của Tổng thống Nga Putin, mới đây cảnh báo rằng Ukraine đang đẩy Nga đến chỗ phải khai hỏa vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine bất ngờ đột kích sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Nhà lãnh đạo Belarus cảnh báo, mối nguy hiểm nằm ở chỗ, hành động leo thang kiểu này của Ukraine là nỗ lực đẩy Nga tới chỗ thực hiện hành động bất đối xứng, thí dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân. Máy bay không người lái UAV và trực thăng của Nga đã tấn công vào nhiều xe tăng, xe bọc thép và binh sĩ Ukraine tham gia cuộc đột kích vào vùng Kursk. Vào ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ vượt biên và tấn công vào vùng Kursk của Nga. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhắm về phía quân đội Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất hơn 330 binh sĩ, 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe vận tải bọc thép, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo, 3 khẩu súng cối. Hãng tin RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 8. Các video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt ở vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên dài 20 giây, một chiếc xe tăng vẫn còn nằm trên xe tải vận chuyển đã bị một UAV trinh sát của Nga phát hiện. Sau đó một UAV Lancet đã tấn công phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân APC của Ukraine được bố trí trên đường cao tốc. Cuộc tấn công bằng UAV Lancet của Nga đã khiến cho APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine hoảng sợ chạy toán loạn. Đoạn video thứ ba là cuộc tấn công từ các trực thăng Mi-28 mà NATO gọi là Havoc, phóng tên lửa vào các đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng Mi-28 đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vic, NATO gọi là AT-16 Scalion, để thực hiện thành công nhiệm vụ.
các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ nhắm vào quân đội Ukraine ở vùng Kherson mà còn ở vùng Sumy của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu chính của Kiev trong chiến dịch ở Kherson là lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga. Theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 8 khẳng định chiến dịch đột kích của nước này vào tỉnh biên giới Kherson của Nga đang đạt được những kết quả tốt đẹp và sắp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hôm qua chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp rồi và rất cần thiết trong việc phá hủy các thiết bị của Nga gần Toretsk. Hiện tại, nhiệm vụ chính của các lực lượng trong hoạt động phòng thủ nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm năng của Nga càng tốt, Tổng thống Zelensky cho biết thêm. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đặc biệt mục tiêu của chúng ta trong chiến dịch ở Kherson là lập ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ của đối phương. Theo Tổng thống Zelensky, những tuần tới sẽ rất quan trọng với những nỗ lực ngoại giao của Ukraine với các đối tác ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Bán Cầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các đồng minh, đối tác đẩy nhanh tốc độ viện trợ của vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Cùng ngày, Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng không quân của nước này vừa tiếp tục phá hủy cây cầu chiến lược thứ hai ở tỉnh Kherson của Nga. Cùng với tuyên bố trên, ông Oleschuk còn đăng kèm thêm video ghi lại cảnh cây cầu tại khu vực Kherson bị tập kích gây ra lỗ thủng lớn trên mặt cầu. Không rõ thời gian và địa điểm của vụ tấn công, song các nguồn tin cho biết đây là cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim. Cây cầu tọa lạc gần làng Zvanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại tỉnh Kherson được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội, hiện chỉ có một cây cầu bắc qua sông Seim ở làng Karis thuộc tỉnh Kherson. Trước đó, hôm 16 tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một cây cầu khác ở thị trấn lân cận Gluskovo, bắc qua sông Seim. Phía Nga cho hay, việc phá hủy những cây cầu đã cản trở những nỗ lực sơ tán người dân thường của họ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được nhiều bước tiến ở vùng Kherson và chia sẻ hình ảnh được cho là của xe tăng. Lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Suza ở tỉnh Kherson khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Suza sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kherson của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau gần 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km vuông lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Nếu được xác thực, tốc độ kiểm soát lãnh thổ trong hơn một tuần của Kiev tương đương với tốc độ giành lãnh thổ của Nga ở Ukraine trong nửa năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kherson của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân đội Nga. Cũng theo Viện Nghiên cứu ISVK, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kherson và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở tỉnh Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các cuộc tấn công nhất quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới vùng Kherson sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Moscow ở đông và đông bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến Sever đã xác định được xe chở quân bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công nó bằng UAV cảm tử Lancet. UAV trinh sát này được cho là đã đốt cháy xe bọc thép của đối phương, được phát triển ở Zala Aero của Nga. UAV Lancet có thể tấn công các mục tiêu đối phương một cách hiệu quả, cách xa hàng chục km. Bên cạnh đó, một số UAV của Ukraine cũng bị bắn hạ ở gần Belgorod. Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Gladkov cho hay, một cuộc tấn công UAV khác của Ukraine cũng được ghi nhận ở làng Malomikhailovka ở gần Sebekino, song không có ai bị thương. Nhóm tác chiến Center của Nga đã tuyên bố chiếm được Sviridonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đồng thời phá hủy các đội hình thuộc Lữ đoàn 47, Lữ đoàn Cơ giới 151, Lữ đoàn 68, Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 111 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 15 của Ukraine ở khu vực Vodvizhenka, Kalinovo, Ptychynie, Novoekonomichevskoye và Dolinovka thuộc Donetsk. Lực lượng này cũng đẩy lùi hai cuộc phản công của lữ đoàn tấn công Liut thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine. Quân đội Ukraine lần đầu tiên cũng đã công bố đoạn video về những giờ đầu tiên tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kherson của Nga.
Trong đoạn video được văn phòng báo chí của Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine công bố ghi lại những giờ phút đầu tiên chiến dịch trên lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Video được tổng hợp từ hình ảnh quay bằng máy bay không người lái UAV và camera cầm tay của các binh sĩ dưới mặt đất. Trong video, quân đội xe tăng, xe bọc thép của Ukraine đã tiến vào vùng Kursk, tiêu diệt, bắt giữ các binh sĩ Nga, sau đó giơ cờ của lực lượng tấn công đường không. Phần mô tả của video viết rằng, giá phá bom mìn, vượt biên, phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương, không kích, pháo binh và tù nhân, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch, yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và giấu kín thông tin đã trở thành những yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một số chuyên gia nhận định, thành công về mặt chiến thuật của Ukraine ở tỉnh Kursk là sự kết hợp sử dụng hiệu quả các loại vũ khí như xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái UAV. Kiev cho biết, thay vì giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đối phương, cuộc đột kích vào Kursk đã nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng sống của công dân Ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga và chuyển hướng quân tiếp viện của Nga. Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev đã nổ tung vì trúng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga ở vùng biên giới Sumy của Ukraine. Cụ thể, ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video do máy bay không người lái UAV quay, cho thấy một hệ thống HIMARS M142 của Ukraine đang bắn tên lửa từ một con đường ở Sumy. Sau đó, Kiev điều khiển đã cho tổ hợp pháo phản lực di chuyển xuống cuối đường và tiến vào rừng, dường như để nạp đạn. Chỉ trong vài phút, một tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tấn công vào rừng, phá hủy bệ phóng HIMARS M142 của đối phương. Video cũng cho thấy các vụ nổ thứ cấp của đạn dược HIMARS. Đài RT trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tập kích trên đã phá hủy bệ phóng, một bệ nạp 6 tên lửa và 2 xe phục vụ của đơn vị pháo binh Ukraine. HIMARS M142 được lắp trên khung gầm xe tải và có thể bắn hàng loạt tên lửa có dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, bom máy bay đã chuyển đổi hoặc tên lửa đạn đạo ATACMS tầm xa. Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS loại này. Sự vụ diễn ra trong bối cảnh Kiev đã cử hàng nghìn quân từ vùng Sumy đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Theo Moscow, động thái nhằm làm giảm bớt áp lực ở mặt trận miền Đông Donbass và giành lợi thế mặc cả với Nga, các lực lượng Moscow đã đáp trả bằng không kích và pháo kích dữ dội nhằm ngăn chặn đà tiến và đẩy lui đối phương khỏi lãnh thổ Nga. Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến Nga đã bắt giữ một nhóm 19 binh sĩ Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 19 tháng 8. RIA mô tả những binh sĩ này là nhóm phá hoại. Hãng tin đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Ukraine bị bắt giữ. Trước đó, trong bài viết trên Forbes, chuyên gia quân sự Mỹ David Ace đã đánh giá quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đang phải đối mặt với thiệt hại về trang thiết bị quân sự nhanh gấp đôi so với chiến tuyến ở Donbass. Thực trạng này đặc biệt đáng chú ý với xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Chuyên gia X cho rằng quân đội Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV, pháo binh và không quân. Các cuộc tấn công dữ dội xuyên biên giới vào tỉnh Kursk đã giúp Ukraine mở ra một mặt trận mới và giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ của Nga. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng đây có thể là sai lầm chiến lược của Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Kiev có thể giữ được những vùng đất này trong bao lâu mà không để mất thêm một số khu vực trọng yếu ở Donbass? Nga quyết chiến đến cùng. Tính chất rủi ro của canh bạc này được nêu bật vào cuối tuần qua khi chính quyền thành phố Bobrod miền đông Ukraine kêu gọi người dân đẩy nhanh tiến độ sơ tán trong bối cảnh quân đội Nga tiến gần đến nơi đây sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Trong thông báo đăng tải trên Telegram, ông Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Bobrod cho biết, đối phương đang nhanh chóng tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Bobrod. Họ chỉ cách vùng ngoại ô khoảng 10 km và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Lời cảnh báo của ông Dobryak là bằng chứng cho thấy Nga không hề giảm tần suất các cuộc tấn công vào những khu vực khác của Ukraine, bất chấp chiến dịch xâm nhập biên giới mà Kiev thực hiện trong gần 2 tuần qua. Vào ngày 18 tháng 8, Nga cũng tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng Viridonivska ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, nhờ các hoạt động tích cực, các đơn vị của nhóm Center đã giải phóng khu định cư Sividonivska tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các lực lượng khác cũng đang cải thiện vị trí dọc theo tiền tuyến. Ukraine cho biết đã giành được quyền kiểm soát 1.000 km lãnh thổ Nga kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cáo buộc Kiev lần đầu tiên sử dụng tên lửa phương Tây phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở khu vực Kursk, khiến một số tình nguyện viên sơ tán dân thường bị thiệt mạng. Sau bất ngờ ban đầu, Nga đã triển khai viện binh đến khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhiều khả năng lực lượng tiếp viện của Nga không đến từ trục ưu tiên ở phía đông Ukraine. Moscow duy trì nhịp độ tấn công tương đối cao, đặc biệt là Donetsk, mà đến từ hướng khác.
tại Donetsk, các lực lượng Nga đang tiếp tục theo đuổi một cuộc bao vây chiến thuật đối với Ukraine ở phía đông nam Bobrus. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đánh giá rằng lực lượng Nga có khả năng đã chiếm được Olivska cách Bobrus khoảng 35 km và Zhelen cách Bobrus khoảng 20 km. Trong nhiều tháng qua, Nga đã cố gắng gây áp lực cho các hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, nỗ lực giành giật nhiều vùng lãnh thổ trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới do phương Tây tài trợ được triển khai trên chiến trường. Những thành quả mà Nga đạt được khá ít ỏi khi tiền tuyến hầu như không dịch chuyển. Nhưng bước tiến của Moscow về phía Bobrus đã khiến Ukraine và các nước phương Tây lo lắng. Nếu chiếm được Bobrus, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm toàn bộ các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Phát biểu với truyền thông, ông Serhiy Stehovsky, sĩ quan thuộc lực lượng bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine cho biết, cuộc đột kích của Ukraine vào biên giới Nga không làm giảm các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Donetsk. Ông nói, nỗ lực tiến công của Nga không dừng lại, dù chỉ trong một phút và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn suốt ngày đêm. Sau khi phải đối mặt với các cuộc đột kích bất ngờ ở khu vực Kursk, Nga dường như đang cố gắng làm mọi thứ để đạt được thành công ở một nơi nào đó. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng, lực lượng Nga đang duy trì nhịp độ tấn công tương đối cao ở Donetsk và điều này cho thấy Bộ Chỉ huy quân sự Nga tiếp tục ưu tiên tiến công ở miền đông Ukraine, ngay cả khi Kiev đang gây sức ép với họ bên trong khu vực Kursk. Ukraine mắc sai lầm chiến lược. Đánh giá về chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga, Andrew Lasham, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học McAllister ở Mỹ cho rằng, Tổng thống Zelensky đang mắc sai lầm chiến lược khi chuyển hướng các nguồn lực quan trọng khỏi chiến trường chính để đạt được những lợi ích nhỏ. Dù cuộc tấn công tình cờ thu hút sự chú ý và gây ra một số tổn thất cho Nga, nhưng chiến dịch này không làm thay đổi được những yếu tố cơ bản của cuộc xung đột. Nga vẫn là một cường quốc quân sự đáng gờm với kho vũ khí khổng lồ và có khả năng răn đe hạt nhân. Ukraine dù thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đẩy lùi đối phương, nhưng vẫn khó có thể vượt qua sự chênh lệch quá lớn này. Quan trọng hơn, việc chuyển hướng lực lượng khỏi chiến trường chính là một tính toán đầy rủi ro và có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Mỗi binh sĩ, mỗi xe tăng và pháo binh mà Ukraine triển khai trong cuộc xâm nhập biên giới Nga đều gây trở ngại cho nỗ lực của Kiev nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Những nguồn lực này, nếu tập trung vào tiến tuyến, có khả năng mang lại lợi ích hữu hình như làm suy yếu tuyến phòng thủ của Nga và tạo cơ hội cho Ukraine có sự đột phá mang tính quyết định. Thay vì tiếp tục đẩy lùi Nga trên chiến trường, Ukraine dường như bị cuốn sâu vào một mặt trận hạn chế trong khi mức độ tổn thất cao hơn. Chưa kể, nỗ lực tấn công biên giới Nga có thể làm gia tăng xung đột, có nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác can dự và dẫn đến một cuộc đối đầu quy mô lớn. Theo ông Andrew Latham, Ukraine đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng. Con đường phía trước đầy rẫy những thách thức, nhưng Kiev nên giữ vững trọng tâm là giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Việc lãng phí các nguồn lực quý giá có thể không có lợi ích cho nước này. Nhiều nhà phân tích khác cũng cho rằng, dù Ukraine có thể củng cố khả năng kiểm soát một số khu vực biên giới Nga, thì đây vẫn là động thái mạo hiểm. Ukraine có nguồn lực hạn chế, nên các tuyến tiếp tế kéo dài của nước này tới tỉnh Kursk sẽ dễ dàng bị Nga tấn công. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào New York và khu vực lân cận Toretsk, một cụm các thị trấn chủ yếu là công nghiệp với Toretsk ở trung tâm, vào tháng 6 như một phần của cuộc tấn công liên tục ở Donbass. Vào đầu tháng 7, các lực lượng Nga đã chiếm được trung tâm thị trấn trong khi đẩy quân đội Ukraine về phía ngoại ô phía Bắc, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Nga. Hiện tại, phần phía Bắc của thị trấn cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Việc chiếm New York mở đường cho Toretsk, một thành trì khác của Ukraine ở Donbass. Cả hai thị trấn đều được quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn vào năm 2014. New York và Toretsk đều nằm cách Golovka, một thị trấn Donbass, nơi lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk chiếm đóng vào năm 2014 chưa đầy 20 km. Do đó, Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng. Golovka thường xuyên phải hứng chịu pháo kích trong những năm trước khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra vào năm 2022. Đến giữa năm 2017, thành phố này đã báo cáo 235 người dân thiệt mạng liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine. New York được thành lập vào thế kỷ 19 và nguồn gốc của tên gọi thành phố này vẫn chưa rõ ràng. Một báo cáo trên phương tiện truyền thông liên kết thành phố này với những cư dân đầu tiên, những người theo đạo Mennonite của Đức. Những người khác lại cho rằng, một sĩ quan Nga đã nghỉ hưu, đã quyết định đặt tên khu điền trang của mình theo tên thành phố nổi tiếng của Mỹ này. Năm 1951, chính quyền Liên Xô đã đổi tên thành Novgorodskoye, theo nghĩa đen là thành phố mới trong tiếng Nga.
Năm 2021, Quốc hội Ukraine đã khôi phục lại tên lịch sử của New York. Trong khi đó, ở mặt trận Belgorod vẫn là khu vực nóng nhất ở Donetsk với số lượng các cuộc giao tranh cao kỷ lục. Lực lượng Nga liên tục tiến lên ở Belgorod trong những tháng gần đây. Tính đến tuần trước, họ chỉ cách vùng ngoại ô thành phố hơn 10 km. Người đứng đầu cơ quan quân sự Belgorod, ông Serhiy Dobryat nhấn mạnh, dân thường nên rời đi càng nhanh càng tốt để đảm bảo an toàn. Người dân chỉ còn 1 hoặc 2 tuần không hơn để sơ tán nếu Nga duy trì tốc độ tiến quân hiện tại. Chính quyền Belgorod có khả năng sơ tán ít nhất 1.000 người một ngày, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 500 đến 600 người rời đi mỗi ngày. Khoảng 53.000 người, bao gồm 4.000 trẻ em, vẫn ở lại Belgorod và các khu định cư lân cận, dù lệnh sơ tán bắt buộc với những gia đình có trẻ em đã được áp đặt ở Belgorod. Lệnh giới nghiêm tại các khu định cư gần Belgorod là Minohod, Selidov và Novorodiska đã được thắt chặt. Tình hình ở mặt trận rất khó khăn và có khả năng lệnh giới nghiêm cũng sẽ được áp đặt ở các địa phương khác. Ngày 19 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo có 145 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua, trong đó có 45 cuộc ở Belgorod. 24 cuộc giao tranh khác đã diễn ra ở khu vực Toretsk cách Belgorod khoảng 47 km. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết trên Telegram, giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Belgorod. Lực lượng phòng thủ cũng đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Toretsk. Xung đột vũ trang Nga-Ukraine tiếp tục khốc liệt trên khắp lãnh thổ cả hai nước. Ukraine kiên quyết tiến thêm ở Kerch, phá hủy một cây cầu quan trọng đối với hậu cần quân đội Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục xốc tới Donetsk, tấn công ồ ạt nhiều nơi và tiến sát thị trấn chiến lược Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố quân đội nước này đang mạnh lên ở tỉnh Kerch của Nga sau khi các binh sĩ Ukraine đánh sập một cây cầu thứ hai tại tỉnh này vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Đây là một cây cầu trọng yếu của lực lượng hậu cần Nga tại mặt trận này. Chiến sự tiếp diễn tại Kerch, nơi quân đội Ukraine tiếp tục nhích từng bước một kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục chịu áp lực gia tăng từ quân đội Nga tại miền đông nước này. Chiến dịch của Ukraine tiến công Kerch có nhiều mục đích, từ nâng cao nhuệ khí binh lính đến làm dàn trải nguồn lực của Nga, tạo điều kiện đàm phán thuận lợi sau này và tạo ra vùng đệm an ninh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Zelensky nói rằng, thế đứng của quân đội Ukraine ở Kerch đang được cải thiện. Cây cầu Nga mới bị phá hủy là cây cầu bắc qua sông Seim. Phía Kiev cho biết họ đã phá cây cầu bằng đòn không chính xác. Trên mạng xã hội, tư lệnh không quân Ukraine Mykolaiv Oleschuk đã đăng tải lực lượng không quân tiếp tục vô hiệu hóa năng lực hậu cần của đối phương bằng những đòn không kích chính xác. Kèm theo thông tin này là video ghi lại những cảnh cột khói trùm lên cây cầu ở Kerch. Hôm 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video cảnh hệ thống phun lửa Sivanka của họ đang tác chiến chủ động trên hướng Kerch. Nga đã phải sơ tán khẩn cấp người dân giữa lúc giao tranh diễn ra dữ dội. Người đứng đầu của khu vực Korenevsky của tỉnh Kerch, Marina Dektiareva, đã nói rằng tôi kêu gọi tất cả các cư dân ở khu vực Korenevsky hãy kiên nhẫn và để cho quân đội của chúng ta đương đầu với kẻ thù. Xin đừng can thiệp vào hoạt động của lực lượng phòng thủ. Trong lúc Kiev tập trung đánh vào Kerch, thì lực lượng Nga tiếp tục tiến đến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga đã tiến sát hơn ở thị trấn Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Thị trấn này là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine. Từ đây, người ta có thể dễ dàng tiếp cận thị trấn Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối hai thị trấn này để tiếp tế cho mặt trận và sơ tán dân thường. Serhiy Dobryak, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thị trấn Pokrovsk hôm 18 tháng 8 cho biết, người Nga đang rất gần, chỉ cách ngoại vi thị trấn có 11 km. Ông Dobryak đã nói rằng mỗi thị trấn, thành phố ở Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu riêng và các đơn vị hành chính này đều đã có phương án phòng thủ. Chúng tôi đang làm việc với bên quân đội để xây dựng công sự. Quá trình này đang tiếp diễn. Quân đội Nga ngày càng tiến gần đến Pokrovsk, càng sơ tán nhanh dân thường. Theo ông Dobryak, gần 1.800 người đã di tản khỏi nơi đây trong riêng tuần qua. Gần đây, mỗi tháng thị trấn này có thêm tầm 450 đến 500 cư dân được sơ tán. Ông Dobryak cho biết, thị trấn Pokrovsk bị tấn công bằng tên lửa, pháo phản lực và bom trọng trường có đường dẫn. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 18 tháng 8 cũng hối thúc cư dân Pokrovsk và những khu định cư khác sát tiền tuyến hãy sơ tán đến những nơi an toàn. Giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh ngôi làng Vyshnitsye và Zalizhnye ở tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 64 km về phía đông. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, tại những ngôi làng này, quân đội Nga tấn công ồ ạt vào sáng ngày 18 tháng 8. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang được yểm trợ bằng một nhóm 12 xe tăng thiết giáp và nỗ lực đột phá vào các vị trí của quân đội Ukraine và tiến về hướng Toretsk.
Donetsk là một thị trấn chiến lược và có thể mở đường cho quân đội Nga về Kostiantynivka, Kramatorsk và Slovansk. Cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã đặt ra nghi vấn về khả năng giám sát của Moscow và chất lượng các công sự phòng thủ tại khu vực biên giới. Theo mạng tin châu Âu Arctic.com ngày 19 tháng 8, ý tưởng rằng Ukraine có thể đảo ngược tình thế với Nga và tấn công vào lãnh thổ của nước láng giềng lớn hơn nhiều này dường như là điều không thể tưởng tượng được đối với hầu hết các nhà quan sát cho đến tuần trước. Sự hoang mang lan rộng nhanh chóng trong cộng đồng người dân Nga địa phương vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 khi quân đội Ukraine tấn công vào khu vực Kursk của Nga, mặc dù chính quyền nước này đã nhiều lần nỗ lực đảm bảo với họ rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Trong những giờ trước khi quân đội Ukraine tràn qua biên giới phía Tây của Nga, không có dấu hiệu nào từ Moscow cho thấy có điều gì bất ổn. Chiến dịch gây sốc này đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát của Nga cũng như chất lượng các công sự phòng thủ biên giới và lực lượng tại đó. Chuyên gia quân sự người Pháp Johann Michel lưu ý, với việc lực lượng Ukraine rút lui ở miền đông Ukraine, một trong những khu vực chiến lược nhất của tiền tuyến, Moscow có thể đã cho rằng Kiev sẽ không thực hiện một canh bạc lớn mà ngay cả bây giờ vẫn chưa rõ liệu có thành công hay không. Một thành viên Quốc hội Nga và là cựu sĩ quan quân đội, Andrei Guruliov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vài ngày sau cuộc đột kích của Ukraine rằng các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga đã được cảnh báo trong một báo cáo khoảng một tháng trước đó về những dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Kiev nhưng đã không được chú ý. Phải đến chiều ngày 7 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov của Nga mới đưa ra phát biểu công khai đầu tiên về sự kiện tại Kursk mà nhà lãnh đạo Điện Kremlin gọi là một hành động khiêu khích lớn khác của Ukraine. Trong bình luận trên truyền hình, ông Gerasimov nói rằng các đơn vị Nga đã ngăn chặn một lực lượng lên tới hơn 1.000 quân Ukraine tiến sâu vào khu vực Kursk. Phải mất gần 12 giờ kể từ thời điểm xảy ra cuộc xâm nhập, Bộ Quốc phòng Nga mới công khai thừa nhận Ukraine đã tấn công vào biên giới, chứ chưa nói đến việc đột nhập. Quyền thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov, người mới nhậm chức được vài tháng, lưu ý rằng các khu vực ở hai bên biên giới từ lâu đã quen với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái. Nhưng các cuộc tấn công vào khu vực Kursk đã dai dẳng hơn bình thường trong 10 ngày trước đó. Người tiền nhiệm của ông Smirnov là thống đốc Roman Starovoy đã nhiều lần nói với công chúng rằng Nga đã tăng cường các công sự biên giới ở khu vực Kursk. Vào tháng 12 năm 2022, ông Starovoy đứng trên một cánh đồng tuyết bên cạnh hệ thống phòng thủ chống tăng răng rồng hình kim tự tháp, sau đó viết rằng hiện tại nguy cơ xâm nhập có vũ trang vào lãnh thổ vùng Kursk từ Ukraine là không cao. Tuy nhiên, vào mùa thu năm ngoái, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine do lực lượng đặc nhiệm thành lập đã tuyên bố trong một bài đăng trực tuyến rằng hoạt động trinh sát cho thấy hầu hết các cứ điểm đều không có người và thiết bị dọc biên giới với Kursk. Đoạn video do lính dù Ukraine công bố cho thấy cảnh các đoàn xe bọc thép tràn vào qua các dãy răng rồng, một phần của công sự ở Kursk mà các phương tiện truyền thông Nga cho biết có giá trị 15 tỷ rúp, tương đương 168 triệu đô la. Pasi Paronen, nhà phân tích của Blackbird Group tại Phần Lan cho biết, đoạn phim dường như cho thấy cảnh các dây phá mìn tạo đường đi qua bãi mìn, lưỡi ủi trên xe bọc thép được sử dụng để dọn đường qua bãi công sự răng rồng và xe bắc cầu để vượt qua mương và kênh nhỏ. Các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh rằng những vị trí ở khu vực Kursk có ít hào chống tăng và thiết giáp, chướng ngại vật và vị trí chiến đấu hơn so với các vị trí khác của Nga khiến lực lượng Ukraine có thể dễ dàng tiến qua. Ông Abdi Aladinov, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat mới đây đã chia sẻ trên hãng thông tấn TASS của Nga rằng quân đội Ukraine đang di chuyển đến vùng khác ở tỉnh Kursk của Nga để thực hiện một cuộc tấn công mới. Ông Aladinov nói rằng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, những ngày qua tương đối khó khăn khi các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra theo nhiều đợt. Tuy nhiên, phần lớn nhóm quân Ukraine cố gắng tiến lên đã bị loại bỏ. Ngày 19 tháng 8, lực lượng Ukraine đã di chuyển đến một khu vực khác để cố gắng tạo ra một hướng tấn công mới. Vị chỉ huy này lưu ý rằng lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình và sẵn sàng đối đầu với đối phương. Theo ông Aladinov, Kiev muốn quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kursk để có thể bắt đầu đàm phán với Moscow về một thỏa thuận hòa bình. Ông Aladinov nói, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch giành càng nhiều lãnh thổ càng tốt, thậm chí là tiến vào thành phố Kursk, sau đó bắt đầu đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Kiev.
trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết vào ngày 19 tháng 8 rằng Moscow vẫn chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào tuần trước, nhưng Nga sẽ không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó. Ông Usakov nói, ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi sẽ không đàm phán, các đề xuất chưa bị hủy bỏ, nhưng tất nhiên, ở thời điểm này, sẽ hoàn toàn không phù hợp để tham gia bất kỳ quá trình đàm phán nào. Không quân Ukraine gần đây đã không kích tiền đồn của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB nằm ở tỉnh biên giới Kerch. Trang Mirin World trích đoạn video được tài khoản Telegram Sonia Snik, thân Ukraine, đăng cho thấy lực lượng không quân Ukraine đã sử dụng hai quả bom thông minh GDAMER để tấn công tiền đồn FSB nằm ở làng Tiokino, Kerch. Được biết, vị trí tiền đồn trên cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 2 km. Mirin World đã nhận định, đây là lần thứ hai trong một tuần qua truyền thông Ukraine ghi nhận không quân nước này tiến hành hoạt động tác chiến nhắm vào mục tiêu quân sự của Nga nằm trong địa phận của làng Tiokino. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, các UAV trinh sát Ukraine xâm nhập vào không phận tỉnh Kerch của Nga đã ghi lại hình ảnh nhiều trạm quan sát và chỉ huy cùng một nhà kho chứa trang thiết bị quân sự của Nga nằm ở làng Tiokino bị không kích. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, để ứng phó với các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kerch, Nga đã điều động hơn 5.000 binh sĩ từ tiền tuyến ở Ukraine đến tỉnh này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ngày 19 tháng 8 cho biết quân đội Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công ở tỉnh Kerch. Điều này đòi hỏi Moscow phải triển khai thêm quân và huy động nguồn lực từ các mặt trận khác ở Ukraine. Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin Nga đã tái triển khai một số lữ đoàn với tổng số 5.000 quân từ các khu vực khác ở Ukraine đến tỉnh Kerch của nước này. Việc tái triển khai quân diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8. Nguồn tin chỉ ra rằng một trong những lữ đoàn này đến từ Donetsk. ISW cho biết đây có thể là lữ đoàn Piatnaska của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Theo ghi nhận từ các chuyên gia của ISW, tính đến ngày 15 tháng 8, các đơn vị từ lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 cũng đã đến tỉnh Kerch. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng lưu ý rằng các đơn vị này đã tham gia vào những trận chiến gần Chasovia ở Donetsk trong những tháng gần đây. Ngoài ra, ngày 17 tháng 8, tiểu đoàn Tích thuộc Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 của Nga thông báo về việc tái triển khai các đơn vị đến tỉnh Kerch. Trước đó ngày 31 tháng 7, ISW đã quan sát thấy các đơn vị này hoạt động ở gần Vovchan ở Kharkov. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng Nga tái triển khai lực lượng tới Kerch ngay từ tuần đầu tiên của chiến dịch. Đợt triển khai này đã làm chậm bước tiến của lực lượng Ukraine trong khu vực. Theo ISW, quân đội Nga có thể sẽ thực hiện một cuộc phản công phối hợp để giành lại lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đang kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá thời điểm lực lượng Nga ngăn chặn hoàn toàn các bước tiến của Ukraine tại khu vực. Ông Abdi Aladinov, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat mới đây đã chia sẻ trên hãng thông tấn TASS của Nga rằng quân đội Ukraine đang di chuyển đến vùng khác ở tỉnh Kerch của Nga để thực hiện một cuộc tấn công mới. Ông Aladinov nói rằng, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Những ngày qua, tương đối khó khăn khi các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra theo nhiều đợt. Tuy nhiên, phần lớn nhóm quân Ukraine cố gắng tiến lên đã bị loại bỏ. Ngày 19 tháng 8, lực lượng Ukraine đã di chuyển đến một khu vực khác để cố gắng tạo ra một hướng tấn công mới. Vị chỉ huy này lưu ý rằng lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình và sẵn sàng đối đầu với đối phương. Theo ông Aladinov, Kiev muốn quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kerch để có thể bắt đầu đàm phán với Moscow về một thỏa thuận hòa bình. Ông Aladinov nói, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch giành càng nhiều lãnh thổ càng tốt, thậm chí là tiến vào thành phố Kerch, sau đó bắt đầu đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Kiev. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết vào ngày 19 tháng 8 rằng Moscow vẫn chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào tuần trước, nhưng Nga sẽ không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó. Ông Usakov nói, ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi sẽ không đàm phán, các đề xuất chưa bị hủy bỏ, nhưng tất nhiên, ở thời điểm này, sẽ hoàn toàn không phù hợp để tham gia bất kỳ quá trình đàm phán nào. Tại thành phố Kerch, những người rời bỏ nhà cửa khi lực lượng Ukraine tiến vào miền Tây nước Nga đang lo lắng, không chắc liệu họ có thể quay lại cuộc sống cũ hay không. Thành phố Kerch, thủ phủ cùng tên, cách tâm điểm giao tranh vài chục km, không một ai có thể chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga, dù chỉ là khói ở phía chân trời. Thế nhưng, những vết thương do tác động của nó là không thể phủ nhận. Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã chạy khỏi các khu vực biên giới hoặc sơ tán kể từ khi lực lượng Ukraine bắt đầu tấn công vào ngày 6 tháng 8. Nhiều người đã chạy đến thủ phủ của tỉnh, một thành phố khoảng nửa triệu dân. Trong thành phố, người dân xếp hàng dài chờ đợi để được giúp đỡ về chỗ ở và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Họ chen lấn, giành vị trí, nhưng không di chuyển khi còi báo động liên tục kêu lên, cảnh báo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa.
Lyubov-Priluskaya, 36 tuổi, một cư dân Kurd, người đã mất liên lạc với cha mẹ cô ở Suza, một thị trấn cách biên giới 9 km mà giờ đây Ukraine cho biết họ hoàn toàn kiểm soát. Lyubov cho biết những người khác đã chạy kịp vì họ tự rời nơi ở trước khi có bất kỳ cảnh báo chính thức hoặc trợ giúp sơ tán nào. Cô chỉ biết về mối nguy hiểm đang rình rập cha mẹ mình khi một người hàng xóm của họ gọi điện hỏi liệu cô có biết nơi nào để ở tại thành phố Kurd hay không. Nhiều người chạy thoát khỏi khu vực biên giới cho biết họ bị sốc và bối rối. Alex Yartoba, 41 tuổi, đến từ Kasachia Lognia, một ngôi làng gần Suza cho biết, vào ngày 5 tháng 8, những đợt pháo kích như vậy bắt đầu khiến người dân không thể ở lại được nữa. Bà Lyudmila Pragmova, 66 tuổi, được quân đội sơ tán khỏi Suza vào ngày 7 tháng 8, cùng với con trai là Nikolai, 43 tuổi, một cựu thương binh trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai. Bà nói đơn giản là không thể chịu nổi. Bà cũng chia sẻ thêm về sự tàn phá mà lực lượng Ukraine đã gây ra trong thị trấn. Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều sự thù hận như vậy. Tôi không căm ghét bất kỳ quốc gia nào và mọi người đều bình đẳng. Tất cả chúng tôi đều muốn sống. Trong khi đó, các cá nhân và tổ chức ở Kursk đang nỗ lực giúp đỡ dòng người tị nạn hoảng loạn. Natalia Chulikova, giám đốc House of Goodies, một nhóm từ thiện địa phương cho biết 15.000 gia đình đã tìm đến tổ chức của cô. Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã rời khỏi khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk, giáp Ukraine hoặc được sơ tán khỏi đó. Với dòng ô tô từ khu vực biên giới tràn vào, giao thông ở Kursk giờ đây dày đặc hơn và dường như có cả sự tức giận trong không khí. Một số nhắm tới Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương cáo buộc họ đã không ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine hoặc phản ứng nhanh hơn. Một số hướng tới các phương tiện truyền thông vốn thừa nhận giao tranh ở biên giới nhưng cập nhật tương đối ít những gì đã xảy ra. Cũng có những người hướng sự tức giận đến Ukraine. Một phụ nữ ở quận Rizhsky, cách biên giới khoảng 3 km nói, không nên có đàm phán hòa bình. Một cựu quân nhân có tên là Krutikovo cho biết, vì cuộc xâm nhập này của Kiev, ông có thể sẽ ký một hợp đồng quân sự mới với chính phủ Nga. Theo các báo cáo mới, quân đội Nga có thể bị cắt nguồn cung cấp và quân tiếp viện gần biên giới Kursk sau khi các lực lượng Ukraine nhắm vào các cây cầu quan trọng. Ngày 19 tháng 8, các blogger quân sự có liên hệ với Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin rằng Kiev đã phá hủy cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seyim ở Kursk, một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của Moscow được sử dụng để hỗ trợ hậu cần và tiếp tế cho quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga. Gần 2 tuần sau khi Ukraine tiến vào Kursk, trọng tâm chính là phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và hậu cần của Nga. Thông điệp từ Kiev cho thấy Ukraine đang tập trung vào việc ngăn chặn lực lượng Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu ngày 19 tháng 8 rằng nhiệm vụ chính của Ukraine là phá hủy càng nhiều tiềm lực chiến tranh của Nga càng tốt và thiết lập vùng đệm ở Kursk. Đài phát thanh Belarus Nesta và một số nguồn tin của Nga đã đưa tin rằng cây cầu thứ 3 nằm ở làng Karis. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy một cây cầu trên sông Seyim ở gần làng biên giới Gluskovo, tiếp theo là cây cầu thứ 2 gần làng Zvanoye lân cận vào ngày 19 tháng 8. Karis nằm ở phía tây của cả Zvanoye và Gluskovo. Vào ngày 19 tháng 8, chỉ huy không quân Ukraine cho biết việc phá hủy một cây cầu khác ở Kursk đang giúp tước đi khả năng hậu cần của đối phương. Khi được hỏi về việc nhắm mục tiêu vào cây cầu thứ 3, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã từ chối bình luận tới Newsweek. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email. Nếu việc phá hủy cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seyim được xác nhận, lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Ukraine gần biên giới sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng trong việc tiếp tế và đưa quân tiếp viện vào vị trí. Cuộc giao tranh ở nhiều hướng tại khu vực Kursk sắp diễn ra. Theo phía Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang tái triển khai để tấn công vào một khu vực mới. Ukraine đang chuyển thêm quân đến Kursk từ một phần khác của mặt trận. Quân đội Ukraine đã phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả ba cây cầu bắc qua sông Sem ở phía tây nam của khu vực. Thiếu tướng Apti Alodinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat cho biết Ukraine đang tái triển khai lực lượng theo hướng Kursk để mở cuộc tấn công vào một khu vực mới. Quân đội Nga sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà lực lượng Ukraine có thể thực hiện. Theo vị tướng này, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được tình hình. Vào ngày 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động nhiều đợt tấn công. Vào sáng ngày 19 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu cố định cuối cùng bắc qua sông Sem tại làng Karis. Các đơn vị của Nga ở bờ nam của con sông hiện chỉ có thể nhận được nguồn cung cấp bằng cách vượt qua cầu phao. Sem là con sông lớn nhất ở vùng Kursk. Vào ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu ở làng Gluskovo.
Sau đó vào cuối tuần, người ta biết rằng một cây cầu gần làng Svanoe đã bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công khác của Ukraine. Kênh Telegram của Military Informant cho biết các đơn vị Nga có thể đã rút lui khỏi khu vực hẹp giữa sông Sem và biên giới về bờ phía đông hướng tới các làng Tetkino và Popovo-Lezachi sau khi đã phá hủy các cửa khẩu phía sau họ. Kênh này cho biết các đơn vị Nga bên kia sông đang ở trong địa hình như một túi nhỏ, cực kỳ bất lợi giữa rào chắn nước và biên giới Ukraine. Việc có thể phá hủy các cửa khẩu qua Sem ở nơi này sẽ không tạo cơ hội cho việc rút lui kịp thời, do đó cuộc rút lui này là hợp lý nếu nó diễn ra. Người dân địa phương tiếp tục rời khỏi khu vực, bao gồm cả bằng thuyền. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, hơn 121.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ ở 9 khu vực biên giới của vùng Kursk. Vào tối ngày 18 tháng 8, kênh Raiba Telegram cho biết, quân đội Ukraine đã chiếm được làng Apanasivka ở quận Korenevsky. Lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục nỗ lực đột phá vào Korenevo, cũng như dọc theo sông Sem về phía tây, hướng tới Kluskovo và Svanoe, đồng thời tấn công qua biên giới theo hướng Tetkino. Ấn phẩm này lưu ý, nếu kế hoạch này thành công, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở rộng mặt trận thêm 50 km và chiếm giữ các vị trí dọc theo con sông, nơi quân đội Nga sau đó sẽ phải vượt qua trong cuộc phản công. Tuy nhiên, sáng ngày 19 tháng 8, có báo cáo rằng thông tin về việc Ukraine kiểm soát làng Apanasivka là quá sớm. Lực lượng Nga đã đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu định cư này. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolnyaka, các trận chiến dữ dội giữa Korenevo và Sudza đã diễn ra ở khu vực Onkovka, nơi mà không bên nào có thể thiết lập được quyền kiểm soát đáng tin cậy. Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong khu vực. Tình hình ở mặt trận phía Bắc Sudza vẫn chưa thay đổi, nơi quân đội Ukraine tiếp tục những nỗ lực không thành công của họ nhằm đẩy quân đội Nga ra khỏi Martinovka. Cùng lúc đó, ở phía nam của trung tâm khu vực, quân đội Ukraine đã tập hợp lại lực lượng vào cuối tuần để tiếp tục tấn công vào các làng Belitsa và Giri. Theo hãng tin Reuters, ngày 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Ukraine đã kiểm soát hơn 1.250 km2 và 92 khu định cư tại tỉnh Kursk của Nga. Ông Zelensky hối thúc các đồng minh của Ukraine cho phép tấn công bằng vũ khí của phương Tây vào sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Đồng thời lưu ý rằng điều này là lý do chính khiến Ukraine không thể ngăn chặn những bước tiến của quân đội Nga tại tiền tuyến ở phía đông. Trong một bài phát biểu trước các đại sứ, ông Zelensky nói, quan điểm về cái gọi là ranh giới đỏ vốn chi phối đánh giá của một số đối tác về cuộc chiến đã sụp đổ trong những ngày này ở đâu đó gần thị trấn Sudza. Ngụ ý nói rằng thị trấn biên giới thuộc tỉnh Kursk hiện vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga RT vào ngày 19 tháng 8, cho rằng lính tư nhân nước ngoài đã chiến đấu sát cánh cùng lực lượng Ukraine trong cuộc tấn công ở Kursk. Trước đó vào ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk. Theo Tổng thống Lukashenko, lực lượng của Ukraine bao gồm cả lính tư nhân. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết, quân đội tham gia cuộc tấn công Kursk được tập hợp từ khắp nơi dọc giới tuyến và hầu hết là những người đã từng trải qua chiến tranh, trong khi những người còn lại là lính tư nhân. Ông Lukashenko bày tỏ tin tưởng quân đội của Tổng thống Vladimir Putin sẽ đánh bại lính Ukraine đã xâm phạm lãnh thổ Nga. Theo ông, việc leo thang xung đột có thể dẫn đến kịch bản tồi tệ nhất cho Ukraine, kết thúc bằng sự hủy diệt của Ukraine vì chưa từng và không ai có thể đánh bại được Nga. Tổng thống Lukashenko cũng nhấn mạnh việc Warsaw cảnh báo đóng cửa hoàn toàn biên giới Ba Lan-Belarus sẽ không gây hại cho Minsk. Theo ông, Ba Lan không nên chiến đấu chống lại Nga hoặc Belarus mà nên nối lại hợp tác kinh tế với hai quốc gia này. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine SSO đã công bố hình ảnh một số đơn vị đặc nhiệm thực hiện hoạt động xâm nhập vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Theo đoạn video được SSO đăng trên mạng xã hội Facebook sáng ngày 19 tháng 8, có thể thấy các đơn vị Ukraine đã sử dụng một số khí tài phương Tây viện trợ như xe bọc thép HMMVKV để vượt qua tuyến phòng thủ răng rồng được phía Nga triển khai ở tỉnh Kursk. Khi tiến vào khu vực có sự hiện diện của binh sĩ đối phương, lính đặc nhiệm Ukraine liền nhảy xuống xe và xảy ra các cuộc đọ súng. Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhóm đặc nhiệm Ukraine thực hiện việc đột kích được trang bị súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh. Một số người trong đó đã mang theo súng phóng lựu hạng nhẹ, trong khi đó các binh sĩ Ukraine trên xe HMMVKV đã sử dụng súng máy để yểm trợ cho đồng đội. Thông cáo từ SSO viết, việc đột kích, điều chỉnh hỏa lực pháo binh cũng như bắt binh sĩ đối phương là công việc hàng ngày của các binh sĩ SSO trên lãnh thổ đối phương. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm được Apanosovka, Snagost,
Otruba và tiến vào Olgovka ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Nga còn tiến gần các khu định cư Pishchane, Skokne, Mykolaivka, Zaliznyansk, Novozelane, ở Nelipivka và New York ở tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ngày 18 tháng 8 cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ đường liên lạc ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8 và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudza. Các nhà phân tích quân sự báo cáo rằng, các video định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy, quân đội Nga tấn công một xe bọc thép của Ukraine ở phía bắc của Martinovka, phía đông bắc Sudza, cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến tới đó. Một blogger quân sự Nga tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được Troitskoye, phía nam của Korenevo và cách biên giới khoảng 2 km, và tiến tới Semenovka, phía bắc Sudza và cách biên giới khoảng 24 km. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 và ngày 18 tháng 8 cho thấy các lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động trong phạm vi tối đa được tuyên bố là tiến quân của Ukraine ở tỉnh Kerch. Kênh Telegram Archen Spetsnaz đưa tin, vào tối ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tiến vào làng Koronevo ở Kerch, nhưng rốt cuộc mất 3 xe chiến đấu bọc thép cùng binh lính vì vấp phải hỏa lực của các lực lượng Nga. Trong tối cùng ngày, binh lính Kiev đã phá hủy cây cầu thứ 3 và cũng là cây cầu cố định cuối cùng còn lại bắc qua sông Sim ở Kerch. Việc phá hủy cây cầu được tin là một phần chiến lược của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm gây mất ổn định khả năng phòng thủ của các lực lượng Moscow và phá vỡ nguồn cung hậu cần cho họ. Nhà phân tích quân sự Nga Yuri Bondolyaka cũng xác nhận thông tin trên. Ông Bondolyaka cho hay, binh lính Nga trong khu vực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào các cầu phao để hỗ trợ hoạt động. Dẫu vậy, chuyên gia này tin quân Nga vẫn có khả năng ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công của đối phương, đặc biệt trong bối cảnh người dân địa phương đang di tản. Theo trang tin quân sự Avia.pro ở khu vực Olgovka, binh lính Ukraine đang đối mặt với khó khăn nghiêm trọng khi cố gắng tiến qua ngôi làng. Các phi đội máy bay không người lái UAV và UAV góc nhìn thứ nhất của Nga đã tích cực theo dõi và tấn công lực lượng bộ binh đối phương. Bất chấp tổn thất, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tìm cách giành được chỗ đứng trong khu vực và tiến công xa hơn. Các nguồn tin nói, theo hướng Abanasuka, quân Ukraine vẫn đang giữ các vị trí trong khu vực đông dân cư, nhưng những nỗ lực đột phá của họ đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt và hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của Nga, được tăng cường bằng các cuộc tập kích đáp trả bằng pháo binh, tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM và FPV. Không quân Nga cũng tuyên bố đang oanh tạc thành công vào các địa điểm tập trung lớn binh sĩ của các lực lượng vũ trang Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương cả về nhân lực và khí tài. Trong quá trình giao tranh ở Kerch, phía Nga phát hiện các lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị mới, bao gồm tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 33 và một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 54, nhằm tăng cường chiến dịch đột kích và chọc thủng các tuyến phòng thủ của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này tiếp tục đạt được tiến triển ở tỉnh Rostov của Nga với việc các lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ thêm nhiều lính Nga trong sáng ngày 19 tháng 8. Viết trên Telegram ngày 19 tháng 8, ông Zelensky cho biết ông đã nghe các báo cáo mới của tướng Oleksandr Sinsky, tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói tư lệnh trưởng đã báo cáo chi tiết mới về chiến dịch ở tỉnh Kerch. Chúng tôi đang đạt được những mục tiêu của mình. Sáng nay, số lượng tù binh đã được bổ sung cho đất nước chúng ta. Tổng thống cho biết ông Sinsky đã báo cáo về tình hình chiến trường, đặc biệt là các cuộc chiến khốc liệt ở mặt trận Pokrovsk và sự phòng thủ ở Toretsk. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang làm việc đảm bảo cung cấp vũ khí và thực hiện các hành động quyết định cần thiết từ các đối tác của chúng tôi cho các hoạt động ở mặt trận. Ngoài ra, Tổng thống cũng đã đề cập rằng ông và tướng Sinsky đã thảo luận về một số khía cạnh của chương trình tên lửa Ukraine. Từ chiều ngày 15 tháng 8, ông Sinsky cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát 82 khu định cư của Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 8, các nguồn tin của Ukrainska Pravda trong cơ quan an ninh Ukraine đã đưa tin rằng các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã bắt giữ 102 lính Nga ở tỉnh Kerch. Lực lượng đổ bộ đường không của Ukraine đã chia sẻ video về những giờ đầu tiên của chiến dịch ở tỉnh Kerch của Nga. Video cho thấy dọn mìn, phá dỡ biên giới, phá hủy phòng tuyến phòng thủ của đối phương và các hoạt động không quân, pháo binh và bắt giữ tù binh chiến tranh. Sau đó, lữ đoàn đổ bộ đường không 80 của các lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ những giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự ở tỉnh Kerch ở Nga. Các lực lượng Ukraine đã dỡ bỏ tuyến phòng thủ, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 lính Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận dòng người rời Ukraine kỷ lục. Ông cũng tuyên bố thành lập một bộ mới để làm việc với những công dân đã rời khỏi đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Verkhovna Rada, ông Dmitry Natakhluka, cho biết hồi ngày 4 tháng 7 rằng mỗi ngày có khoảng 200 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cố gắng rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông nói, trước đây chúng tôi chưa bao giờ có một bộ phận người dân như vậy ở nước ngoài. Chúng tôi đang nói về hàng triệu triệu người Ukraine của chúng tôi. Ông Zelensky nói với các nhân viên Bộ Ngoại giao Ukraine, theo ông, những công dân ra nước ngoài chịu ảnh hưởng của tuyên truyền Nga và bị tước đi sự kết nối văn hóa với đất nước của họ. Để chống lại ảnh hưởng của Nga đối với những công dân Ukraine đã rời khỏi đất nước, một bộ phận mới sẽ được thành lập, đảm nhiệm một số chức năng của Bộ Ngoại giao. Ông Zelensky nói thêm, hàng triệu người dân của chúng tôi đang ở các quốc gia khác và họ phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của quốc gia mình. Trước đó, Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học Ukraine Ella Libanova cho biết, dân số nước này đến năm 2033 có thể đạt tối đa 35 triệu người. Theo bà, Ukraine sẽ có thể hồi hương không quá một nửa số công dân đã rời khỏi đất nước. Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngày hôm sau, ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên việc nam giới từ 18 tuổi đến 60 tuổi rời khỏi Ukraine trong thời gian thiết quân luật đều bị cấm. Đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động, nước này quy định trách nhiệm hình sự dưới hình thức phạt tù lên tới 5 năm. Lệnh triệu tập có thể được tống đạt ở những nơi khác nhau. Ukraine đã không thông báo cho phương Tây về kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào Nga do lo sợ họ sẽ ra lệnh cho Kiev hủy bỏ chiến dịch hoặc các chi tiết sẽ bị rò rỉ. Đây là thông tin được tờ The Economist công bố vào ngày 18 tháng 8 sau khi dẫn lời nguồn tin nắm rõ về kế hoạch tấn công quy mô lớn của Kiev vào vùng Kursk của Nga. Theo nguồn tin, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine là tướng Oleksandr Zelensky đã có nguy cơ bị sa thải chỉ vài tuần trước khi chiến dịch tấn công Kursk diễn ra do quân đội Ukraine bị thất thủ ở mặt trận Donbass. Theo tờ The Economist, mô tả khi căng thẳng gia tăng, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Zelensky đã nghĩ ra canh bạc táo bạo được sinh ra từ sự tuyệt vọng cùng với một số kịch bản được cân nhắc. Chúng bao gồm các cuộc tấn công vào khu vực biên giới Kursk hoặc Bryansk của Nga hoặc kết hợp cả hai. Hãng tin cho hay, mục tiêu chính là buộc Nga rút quân khỏi Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Ngoài ra, tướng Zelensky đã giữ bí mật về chiến dịch tấn công ở mức cao nhất, chỉ thảo luận kế hoạch với một nhóm quan chức được chọn, cũng như chỉ thông báo trực tiếp cho Tổng thống Zelensky. Điều này có nghĩa là cố tình giấu kín các đồng minh phương Tây. Nguồn tin nói với The Economist rằng tướng Zelensky từng có hai hoạt động bị phương Tây phá hỏng, trong đó một hoạt động đã bị rò rỉ thông tin cho người Nga và một hoạt động bị yêu cầu hủy bỏ. Hoạt động được cho là bị rò rỉ thông tin có thể ám chỉ đến cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 của quân đội Ukraine đã kết thúc trong thất bại. Hồi tháng 2, Tổng thống Zelensky tuyên bố kế hoạch phản công của Kiev đã nằm trên bàn của Điện Kremlin ngay cả trước khi chiến dịch được bắt đầu, do đó theo The Economist. Với sự việc đã rồi, phương Tây không thể phản đối, thậm chí nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ Ukraine tấn công Kursk khi cho rằng Kiev có quyền tự vệ. Mỹ khẳng định không tham gia vào quá trình chuẩn bị cho Kiev đột kích vào Kursk. Tuy nhiên, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cho rằng Kiev sẽ không bao giờ dám tiến hành một hoạt động như vậy nếu như không có sự ủng hộ của Washington và khẳng định NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và cả thông tin tình báo. Giữa lúc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở vùng Kursk, hãng tin dẫn lời binh lính Ukraine cho hay họ đã chứng kiến mức độ kháng cự khác với tổn thất ngày càng gia tăng, dù các lực lượng của Kiev đã chiếm một phần khu vực biên giới Nga, song Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động tiến công của Ukraine đã bị chặn lại. Cũng theo Moscow, Ukraine đã mất hơn 3.400 binh sĩ và khoảng 400 xe bọc thép trong chiến dịch đột kích vào Kursk. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể cho phép Ukraine gia nhập liên minh này ngay cả khi Kiev chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Moscow. Theo đài RT của Nga, ông Pavel, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2015 đến năm 2018, lập luận rằng Kiev có thể không cần phải giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất để trở thành thành viên của liên minh này. Ông Pavel nói với trang Novinky CG ngày 19 tháng 8 rằng, tôi không nghĩ rằng việc khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ là điều kiện tiên quyết. Nếu có sự phân định, thậm chí là biên giới hành chính, thì chúng ta có thể coi biên giới hành chính này là biên giới tạm thời và chấp nhận Ukraine trở thành thành viên của NATO với lãnh thổ mà nước này sẽ kiểm soát tại thời điểm đó. Ông Pavel lấy ví dụ rằng, Đức từng gia nhập NATO vào năm 1955 khi bị chia đôi thành Tây Đức và Đông Đức. Đức cuối cùng cũng đã thống nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông Pavel nói, vì vậy, tôi nghĩ rằng có một giải pháp cả về mặt kỹ thuật và pháp lý để cho phép Ukraine gia nhập NATO mà không kéo liên minh vào cuộc xung đột với Liên bang Nga. Ông Pavel đã có lập trường cứng rắn với Nga trong quá khứ, thúc đẩy các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn cả Moscow. Nhà lãnh đạo này cũng từng nói rằng gần như không có giới hạn đối với loại vũ khí mà các nước phương Tây đang gửi đến Ukraine. Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, liên minh này đã loại trừ khả năng kết nạp Ukraine do cuộc xung đột với Nga chưa kết thúc.
Thay vào đó, các quốc gia thành viên riêng lẻ lựa chọn ký các hiệp ước an ninh song phương với Kiev, song các hiệp ước này không có hiệu lực theo điều 5 của Hiến chương NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Kiev đã nhấn mạnh rằng Moscow phải từ bỏ quyền kiểm soát 5 vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm Crimea, khu vực đã sáp nhập với Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý mà cả Ukraine và phương Tây từ chối công nhận. Trong khi đó, Moscow đã nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ mọi yêu sách, lãnh thổ để tạo điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Nga từ lâu đã phản đối việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và coi nguyện vọng gia nhập liên minh của Ukraine là một trong những nguồn cơn chính gây ra cuộc xung đột hiện nay. Theo các điều kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Ukraine phải chính thức trở thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội của nước này.